Người ta có mẹ để thương, còn con nhớ mẹ qua khói hương tàn. Chén cơm con để trên bàn, mẹ ơi đã nguội theo làn gió bay. Hai tay con chắp hai tay, run run mời mẹ về đây ăn cùng. Thoảng trong nhang khói lạnh lùng, hình như nước mắt não nùng con rơi. Con nghèo chỉ có bấy nhiêu, bát canh con nấu mồng tơi quanh nhà. Miếng tương chấm với quả cà, một thời mẹ nhịn để mà nuôi con. Người ta dâng mẹ mâm son, còn con dâng mẹ héo hon một đời. Ngoài kia đêm đã khuya rồi, ngọn đèn đã lụng, mẹ ơi hãy về. Người ta có mẹ cận kề, con đây có mẹ não nề đớn đau. Nhang tàn hương lạnh qua mau, đêm nay nhớ mẹ sao bóng mờ. Nguyễn Mạnh. Dạ, lễ Vu Lan là lễ hạnh phúc nhất. Thanh Thúy và Sa Thú Mô Phật. Mười hai tuổi, dạ. Thì đó, thì ai nhớ mẹ mà còn mẹ còn ở trên đời thì hạnh phúc. Còn những người mà bị mất mẹ rồi thì người ta nói là người ta có mẹ để thương, còn con nhớ mẹ qua khói hương tàn á, của một con người. Khi không còn mẹ nữa, ví dụ mình còn mẹ, khi buồn mình có thể mình về mình ôm gối mẹ, mình ôm vào mẹ để tâm sự, con buồn chuyện này, con buồn chuyện kia. Còn khi mà mất mẹ rồi á, thì có chuyện gì mình cũng ôm hết vào lòng, không thể chia sẻ được cho ai. Ví dụ như mà cuộc đời có vùi dập chúng ta, có làm chúng ta đau khổ đến tột cùng, nhưng về với chân mẹ, ôm mẹ, mẹ ơi con buồn, mẹ ơi con khổ, mẹ ơi không biết người ta làm khổ con, mẹ ơi con thương người ta thiệt sự mà người ta làm khổ con như vậy như vậy. Nhưng mà khi mẹ mất rồi thì không biết ai để tâm sự, không biết ai để nói những lời mà mình muốn nói, vì người mẹ phải luôn thương con tất cả. Nguyễn Mạnh. Dạ, Sa Thú.